Xin chào tất cả các anh em đã quay lại với channel của mình. Thì video này mình tiếp tục giới thiệu anh em một cái app mới ra có tên là Wacking Money Online nè. Cái app này á, là anh em có thể cũng chơi game này, có cái vòng quay may mắn này và điểm danh hàng ngày rồi, thì nó cũng gần tương tự như những app khác thôi. Được cái thì mình nhìn sơ qua app này nó design khá đẹp này. Đọc thêm này. Rồi, đọc cái chính của nó là nó chỉ mới ra mắt vào ngày là 12 tháng 2 2019, thì hôm nay nó là ngày 13 tháng 2 nha anh em, nghĩa là mới ra được một ngày thôi đó. Thì đây nó mới hiện được một bản tải xuống này, mới ra hôm qua đấy, phiên bản là 1.0. rồi sau khi anh em vào app thì cái dòng đầu tiên anh em sẽ là nhập số điện thoại nhá, ở dòng thứ hai là anh em nhập cho mình cái mã code là 220871. Ta vào app thì đầu tiên á, đây là cái giao diện của app, nhìn đẹp đúng không anh em? Cái đầu tiên là anh em sẽ check in, hàng ngày anh em check in, đây là mình đã check in một cái rồi này, đó. Những cái nó hiện 14 này, 15 này, nó nghĩa là ngày đó anh em. Ngày hôm nay thì mình đã check in rồi, nó hiển thị cái tay, mình không check in lại được. Đó, đây mình bấm cái 14, mình thử check in coi được không nhá. Rồi, ở đây nó không cho mình check in ngày 14. Có nghĩa là ở đây là hôm nay là ngày 13 đúng không? Mình chỉ check in được cái ngày 13 này thôi. Qua ngày hôm sau mình mới check in được tiếp. Thì cái này mỗi ngày như check in là chỉ được 100 coin thôi nha anh em. Rồi tiếp đến là phần watch. Có nghĩa là chúng ta sẽ xem những cái video đấy. Đây nó có rất nhiều video của YouTube nè. Cái app này nó giúp cho người dùng là cày được view YouTube, thì nó sẽ trả tiền cho anh em thôi. Anh em sẽ xem mấy cái này này. Vậy thôi, bấm vào để xem. Hiện quảng cáo anh em tắt nó đi. Đó, ở đây nó có cái thời gian này anh em, nó chạy hết cái thời gian này là được, chứ không nhất thiết là anh em phải xem hết tất cả đâu. Rồi chúng ta cùng đợi, là còn 3 giây nó sẽ hết này. Một đó, nó hiện chữ ok là được, chúng ta quay ra nhá. Rồi tương tự vậy thôi, mình sẽ đóng hết những cái này và mình sẽ vào phần payout. Đó, nó sẽ hiển thị là coin của mình lên đây. Do mình mới xem xong là mình đã được 50 coin. Kiếm coin cũng dễ mà anh em. Min rút của nó là 100.000 coin, tương đương với 1 đô nha anh em. Thì đây nó hiện quảng cáo nhiều quá. Mình sẽ bật cái blockada mà mình chặn quảng cáo nhá. Đây, thì đây là cái ứng dụng chặn quảng cáo, thì là blockada. Mình sẽ bật nó lên. Đây, mình sẽ bật lên. Thông thường khi mà nhiều trường hợp anh em bật rồi ấy, nhưng mà vào app nó vẫn bị lỗi ấy, nó không có chặn được ấy, thì anh em cứ tắt bật lại cái blockada nhá. Vẫn mà trong khi nó vẫn không được nữa thì anh em hãy vào cái danh sách trắng này nè, nó thêm cái ứng dụng Wacking này đó vào đó, sau đó chúng ta vào app và chơi như bình thường nhá. Cái thứ hai là anh em sẽ xem quảng cáo, cái thứ ba là anh em sẽ spin, anh em quay đó, thì mỗi lần anh em quay là anh em sẽ xem một cái quảng cáo khoảng 30 giây. Anh em bấm vào spin nè, đó thì nó kêu là hiện tại đã hết, mình đã hết lượt chơi rồi, mình sẽ xem một cái quảng cáo thì mình mới có được chơi tiếp. Mình bấm vào watch. Đó, sau khi anh em xem cái quảng cáo khoảng 15-30 giây gì đó, hoặc là có khi nó cũng không hiện quảng cáo gì đâu, anh em bấm watch một cái là tự nhiên anh em đã được spin luôn. Đó, giống như mình thì spin này nó ngẫu nhiên anh em, có khi anh em được 4, có khi anh em được 5, có khi là được 6, nó ngẫu nhiên thôi. Đó, sau khi anh em có spin rồi anh em chỉ cần bấm quay thôi. Đấy. Mà trong trường hợp anh em bấm mà nó lót hoài không được á, thì anh em hãy tắt cái blockada đi. Có khi lâu lâu nó bị dị ứng đó. Còn cái này anh em quay chúng thì nó chỉ hiện là cái banner thôi, anh em tắt nó đi là được. Tiếp tục chúng ta sẽ xuống phần reward này. Đó, mình sẽ vào phần reward. Ở đây thì nó có các cái service anh em có thể làm này, khảo sát này, hoặc là video offer này, ra mà anh em có thể làm. Mấy cái này thì nó hơi mất thời gian hơn mấy cái khác, nên thôi mình sẽ không demo cái này ấy, anh em có thể tự tham khảo nhé. Rồi chúng ta xuống mình payout lại này. Đấy, tại mình nó có 700 coin không, chỉ quay một tí vậy thôi đã được lên 700 coin rồi. Thì ở đây thì nó phải min rút nó cũng không cao lắm, nhưng mà coin của nó là 100.000 coin nha anh em. Đấy, ở đây thì mình chỉ cần chặn quảng cáo, mình cứ chơi thôi thì mình cũng nhanh, anh em dùng có thể dùng giả lập được. Đấy, nó kêu là Paypal sẽ nhận được trong vòng 6 giờ. Đấy, min rút là 1 đô. Đấy, và rút về là trong 6 giờ, nếu mà về thì đây cũng là khá, gọi là khá ngon á. Đó, thì mới ra hôm qua mà anh em có thể là thử test đi. Đấy, mình test trong một lúc thì chắc cũng đủ 1 đô rồi mà anh em rút về. Ở đây thì anh em có thể là đây này, nó ngắn ở trên này là 100.000 mới được 1 đô Paypal đúng không? Dưới này là
nó ghi là 50.000 coin thì anh em có thể rút về BTM rồi. Đó, rồi anh em có thể chơi nhá. Đó, còn anh em mà muốn tuyển rep á, thì đây là có cái ba cái dấu chấm đây này, anh em nhấn vào. Đó, invite and earn nè. Anh em nhấn vào. Thì cái này anh em đi mời bạn bè á, thì người ta nhập code bạn thì bạn chỉ được 100 coin thôi, cũng không gọi là quá nhiều, không biết tuyển bao giờ mới đủ nữa. Đó. Nên là anh em tuyển cũng được mà không tuyển cũng được. Đấy, chỉ cần copy cái mã code này người ta tải về và tạo tài khoản nhập cái mã code vào là bạn sẽ được. Đây chỉ trời. Mời một người mà chỉ nhận được 100 coin. Quỳ. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.